Ê, bữa nay đi chơi nét mày. Đi. Hồi mấy bữa rồi đó. Biết sao? Bữa Sao? nay quần tay ướt rồi, mặc quần jean này vô Ơi, vô lớp bị mày mặt có đồ chết. của bạn hả? Ừ. Gì mày? Mình nãy giờ mày không có nghe mấy bạn nói đi đâu đâu nha. Mà không nói mấy bạn đi chơi nét đâu. Thôi mà bạn liệu. Thôi, chứ mình có nói gì đâu. Chơi nét là xấu, không có tốt đâu. Cô giáo mà biết nghe, cô giáo phạt đến cục cờ. Mà mẹ các bạn biết, mẹ bạn quánh các bạn gắn chịu. Cũng mét mẹ mình mà, năn nỉ. Tính mình không có nhiều chuyện, với lại mình không có thích mét đâu. Thì có sao mình nói vậy. Với lại mà mình chỉ muốn tốt cho mấy bạn thôi, chứ mình đâu có muốn mét gì đâu. Rồi rồi Với lại rồi. mà mét mấy bạn được gì nữa, mà bị quánh mình cũng xót lắm chứ bộ. Mình không muốn mét đâu, mình không có nói vụ mà mấy bạn rủ đi chơi net, chơi game gì đó, rồi bỏ học nè, rồi trốn học tùm lum Nói tà gì le không? hết trơn. Ôm, thiệt mình thề mình không nói luôn. Thôi mà, đừng có mét mẹ mình. Thôi Đúng thôi rồi. Gì vậy? thôi. Gặp anh. Bánh giấy vô đi thôi. Này nhịn đi. Bánh này cho bạn liễu. Hả? Đừng mét. Ôi, đừng có hòng mà đưa hối lộ cho tôi. Tôi muốn tôi không mét gia đình các bạn cái gì, không mét cô giáo cái gì. Thôi đừng Tôi đâu có. phải là con người dễ dãi vì một bịch bánh mà cứ dụ tôi được. Mét mẹ mình mà nó nghĩ Thôi, mất công lắm. không Tôi làm cái gì là tôi là người xấu, là đồng phạm với bạn là không được. có đâu, không có đâu đấy, nhận cho mình vui, đừng mét nha. Rồi, mình nhận cho bạn vui đó Không, nha. nhưng mà đừng mét nha. Rồi, không có mấy bạn trên hết đâu. Đó đừng có mét nha Liễu, Rồi. nay chơi vui á, Vui, bữa nào bởi chơi vậy. nữa ha. Ê, phát hiện luôn hai bạn đi chơi net. Không như bạn nghĩ đâu, Tôi vô đây chơi muốn nước uống á. kia. Đúng rồi, đúng rồi. Học mà không lo học, mày chơi net. Ơi, tôi nói với mẹ bạn nè. Thôi, đừng đừng có mét. Nó khỏi Bạn nhắm mắt cho qua đi. Trời không ơi. lựa, không thấy rồi, nhờ thấy rồi tôi phải nói. Trời, Thôi bạn liệu bạn bỏ qua cho mình đi. không bỏ được. Mình dù gì mình cũng là bạn mà. Cái gì mình quánh cho bạn ăn không? Bỏ là tôi là đồng phạm với bạn đâu được đâu. Dù gì mình cũng học chung lớp, chung Ừ, trường, mình cái gì cho qua được cho qua đi Liễu. học chung lớp tôi mới nói đâu, học chung lớp đâu nói làm cái gì. Mấy bạn tới số Thôi rồi. thôi mà Liễu đừng 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 có mé, mình đang nghỉ luôn á. Tôi nói với bạn là tôi nói với cô giáo với bạn cấp học. Thôi còn không bạn đang ăn bánh đúng không? Chắc bạn khát nước lắm luôn. Bạn có nước nhà bạn uống đi. Thôi. Bạn Nghe uống không, đi. mấy tôi về không lấy đâu. Đâu Cái bạn. bạn nó là đồng phạm với bạn không? Đâu, tôi đâu có nói gì đâu. Bạn uống đây nè, đang khát nước mà đúng không? Không. Thôi lấy đi mà Liễu, rồi ngày mai tôi mua cho bạn hai chai nước nữa được không? Ừ. Hai bọc bánh nữa. Cảm ơn nhiều nha. Không Cảm gì, ơn không gì nha. đâu. Dạ thôi, mình Nhớ đừng nói ai nghe. Rồi, cảm Nhớ đừng ơn. có mét cô nha. Rồi. Bây giờ chơi. Bữa nay là online. Rồi, phát hiện bạn Bích đang tha môi son. Mà cô giáo kêu đi học á là không được tha môi son. Ai tha môi son là cô phạt cục cờ. Rồi, 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 rồi. Nếu mà tự đưa tấm hình này cho cô giáo, chứ cô giáo vui lắm ta. Thôi gì mà thôi. Trời đất cẩn thận đi đụng ơi. Tôi chỉ làm đúng cái gọi là cô giáo nhờ vả tôi. Cô giáo nói á là mai mốt mà gặp mấy bạn sao cứ nói là với cô, theo cô phạt. Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi chỉ làm đúng lời cô giáo thôi, chứ tôi có làm gì đâu. Thôi mà, giấu giùm tôi đi. Nè. Thích sao nè? Không, đừng có nghĩ gì mà một cây son mà mua hối lộ được tôi. Tôi là một người sống thẳng tính, quyết tâm không nhận hối lộ. Mất công tôi nhận giùm bạn rồi, cái bạn cô giáo biết cô giáo phạt tôi nữa. Chứ nên Cái này đẹp lắm nè, với cái phấn này tôi mới mua đó tôi sẽ nè. về tôi mét bắt. Thôi mà, đừng mà, năn nỉ Tôi về tôi thôi. mét bắt bảy. Bắt Nè bảy sẽ nè. quánh bạn. Thôi 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 thôi. Không có nhận hối lộ đâu. Đi để chiều đi tôi mua mascara cho bạn nữa. Nè cái phấn với cái son này đẹp lắm, mới mua đó. Bạn cho là tôi nhận nó nghe, chứ tôi không có nhận hối lộ đâu. Cảm ơn nhiều. Thôi giờ tôi vô lớp.
Vì để đá banh tượng thấm nha. Tao thấy bây giờ nó xạo lắm rồi đó. Ê, thư bánh bao kìa. Ê, ai bánh bao? Ý, nhìn như nhỏ này là thư bánh bao có trên gì mày. Ê, đứa chị làm quàng ở nhà, tao bánh bao nha. Ơ, bánh bao, bánh bao, bánh bao. Em biết gì đây? Hết. Chị em coi không có giỡn nha. Giỡn gì? Kể gì ta? Sao? Trả lời sao? Ồ, cái mặt y như bánh bao. Kể tôi đi. Giang ơi, không có quen biết gì nha. Không phải bánh bao. Chị Giang. Giang. Ủa? Tại vì liệu? Bắt gặp tặng tay mấy bạn chập bằng thư. Tôi nói với cô. Đúng rồi đó. Cái gì? Tôi nói cô. Thì bạn bè trong trường chọc tí thôi có gì đâu. Khỏi nói nhiều. Tôi nói cô hả? Tôi đưa cái này cho cô giáo xem. Thì cô giáo phạt mấy bạn đến cục cờ. Quen biết vậy? Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vậy không chọc bằng thư nữa thì chọc bằng liễu. Không có mượn. Không có mượn chọc. Tôi đưa cái này về cho gia đình mấy bạn coi. Tôi mét nè, tôi mét chú Chiến nè. Mình chậm chậm lại đi. Bây giờ mình... Ông muốn tôi mét cụ thể nè. Bây giờ mình xóa cái hình đó đi, chiều nay tôi dẫn bạn uống trà sữa. Không. Đi. Không. Đi ăn bánh nhân chột. Không. Vậy chứ sao? Vậy giờ bạn muốn gì? Tôi muốn mét cô. Thôi đừng mét tôi lỡ lên đầu mà, bỏ qua cho mấy tôi đi. Không là không. Không. Tôi không thèm uống trà sữa, không. Đi ăn tới bình. Không. Đi, chỉ cần bạn xóa cái hình đó thôi. Không. Tôi mét cô. Thôi mà, đừng có mét cô mà. Con. Không. Tôi mét cha mẹ mấy bạn. Thôi mà liễu. Hết giờ này luôn, hết giờ học này là bắt đầu mình đi luôn. Không. Không. Mét cô đi. Thôi liễu ơi, liễu. Thôi mà bạn xóa giùm mình đi. Có gì mai mốt mà bạn cần cái gì mình mua cho. Tôi chỉ không tự nhiên cái cho tôi 50 ngàn làm gì trời. Mình sẽ xóa cái hình đó thôi, đừng nét cô giáo nữa được rồi. Nhà tôi đâu có đủ, đâu có thiếu điều kiện đó bạn mà muốn hô hối lộ tôi. Nào có thì gửi cho chút ít cho bạn uống cà phê. Hả? Cái này bạn bỏ qua cái chuyện hai đứa tôi mới vừa thì xảy ra. Đơn giản lần này tôi bỏ qua đó nha. Đúng rồi. Cái lần sau không có dễ đâu nha. Cảm ơn bạn nha Liễu. Ê, tao dậy vô lớp rồi, đi đi lẹ lẹ lên. Đi vô lớp rồi em nội. Nè. Anh có này tặng em nè. Mà đặt hướng này tặng quà đâu nữa. Thích cưng không? Chứ, tặng em cưng quá à. Thích không? Thích. Thì tối em uống cái trà sữa với anh nữa nha. Mấy giờ? Thì 6 giờ đi. 6 giờ hả? Để em xin ba với má em đã sợ. Ba em khó lắm, ba sợ ba em không cho. Thì nói đi học thêm, ba má sao biết được. Anh cũng nói dối vậy mà. Thì chịu vậy em nói với má em là em đi học thêm. Vậy là hứa rồi nha. Hứa. Hứa mà chịu không đi, đứng để ta đứng đẹp đợi rồi. Đẹp quá à. Đẹp không? Thấy cưng quá à. Thôi anh Tiễn mà nói y chang như em vậy đó, anh Tiễn mà. Tự nhiên cái nói giữ gì sao? Giữ gì he? Đi trà sữa luôn, nói dối ba mẹ là đi học thêm để đi trà sữa sò xe. Ủa bà làm gì ở đi sau lưng đây vậy? Tôi đã phát hiện ra. Bà phát hiện gì? Sao bạn gình tụi tôi nói chuyện vậy? Ây da, ai chết chết rồi. Gai 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 gai. Ai kêu bạn chui vô đó làm chi rồi bạn lạ? À, ở ngoài này không đi đâu. Tôi không có mượn bạn chui vô đó. Bà làm cái gì vậy? Bà quay cái gì vậy? Quay gì vậy? Tôi sẽ đi mét cô giáo. Là có một người tối đêm nay. Ai? Có một người tối đêm nay trốn học. Đâu có trốn học đâu. Không. Không đi học. Không, tôi sẽ nói với mẹ mấy bạn. Tôi về tôi mét. Tôi về tôi mét chú Quỳnh. Ôi. Tôi về tôi nói với mẹ bạn Bơ, bạn Trăng là bạn tối đêm nay bạn sẽ là người trốn học. Đi nói dối đi học thêm để tò te tú tí tó té với trai. Có tò te tú tí gì đâu. Bạn hiểu không? Không, mình không hiểu. Nói nghe nè. Thích gì mua cho. Hả? Thích gì mua cho, đừng mét. Không. Mét bị đánh. Tôi đâu có rảnh, nhà tôi đâu có thiếu điều kiện đâu mà hối lộ tôi. Thôi, đừng có mét mà. Trời ơi. Tôi dẫn đi chung luôn ha. Không. Không, bạn tôi đâu có muốn làm kỳ đà cản mũi. Bạn đói bụng không? Sớm mình mua cái bịch phai mì còn kìa. Không. Ăn phai mì nha. Không. Đừng có mét nữa mà. Không, 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 không. Tôi có cái máy tính mới á, lát gửi cho. Không. Cái chuyện này vui hơn chuyện máy tính nhiều. Thôi, bây giờ tôi nói với chú Quỳnh, cha của bạn Trăng, chắc bạn Trăng ít nhất cũng phải 2 kịp cây. Mét một cái này bị đánh dữ luôn á. Nói nghe nè, tôi mới mua cái thẻ nhớ 512GB á. Tí nữa tôi đưa cho bạn gắn vô máy bạn đi, tôi khỏi. Không, tôi không cần.
Vậy chứ giờ bạn cần gì bạn nói đi. Bạn nói đi rồi có gì hai đứa tôi ơi, cho bạn được hai đứa tôi cho. Chứ giờ bạn đừng mét, bạn mét một cái hả là tôi bị quýnh đó. Không. Vậy cho 100 ngàn uống cà phê nha. Không. Sao cái gì cũng chịu con vậy trời. Tôi lấy con này. Cái con đó tôi tặng cho con Trăng mà. Vậy thôi tôi mét. Không không. Ý là bất ngờ thôi, nhưng mà bạn lấy đi, bạn lấy đi. Không. Đi. Lấy cái mặt con Trăng đó. Gần. Dám trốn tiếp chơi game hả? Tôi mét cô. Mày đi ra để tao thăm coi. Tao để mày ngay. Tao ở đây nè. Trời, mày đi ra đi. Nó sau lưng kìa, nó sau lưng kìa. Sau lưng đâu? Đó sau lưng kìa đó. Quay lại. Quay mặt lại là thấy, đúng rồi. Quay mặt lại là thấy à. Đúng rồi, quay mặt lại là thấy à. Quá trời quá đắt hen. Sao mày dám trốn tiết ở đây chơi game vậy? Hả? Dạ, đâu có. Điện thoại đâu ra? Ai cho đem điện thoại vô nhà trường chơi? Hả? Không có gì. Đích thân bạn Liễu nói rõ ràng mà không có là không có sao? Sao bạn nói bạn không biết mà? Bịt bánh rồi mà. Bịt bánh về ai lấy gì của mấy bạn là bịt bánh. Đưa điện thoại ở đây cho cô. Đưa điện thoại đây. Thôi mà cô. Đưa đây. Cô mà lấy là về cha mẹ con đuổi khỏi nhà luôn cô. Một là đưa điện thoại, còn hai là nghỉ học đó. Đưa điện thoại đây. Cô. Nhanh lên. Không cô. Con đi cô. Em gọi đưa đây. Sao đi về nói với ba mẹ chiều nay lên phòng gặp cô lập biên bản rồi lấy điện thoại lại. Trời ơi. Bước đi vô trong trọng học bài tiết sau kiểm tra 15 phút, nhanh lên. Dạ thương vô cô. Bà nhớ mặt mình đó. Nhớ cái gì hả? Chém hâm he bạn nữa phải không? Thôi con vô học. Mày sẽ nói ra lâu. Nói ra, nói ra. Chuyện này là không để yên được. Tung tăng quá ha. Mấy bạn đi học không về, tôi mét mấy bạn mẹ bạn á. Mét đi. Làm sao? Giờ bạn muốn mét nữa không? Bịt bánh gì? Là sáng bạn chơi bịt bánh chứ bộ. Trả lại 50 đi. Không. Trả lại. Không, con chó chưa rồi. Trả bịt bánh đi. Không. Hồi sáng là bạn uy hiếp tôi. Hồi sáng là bạn nói. Trả lại. Trả cây sơn đi. Trả cây sơn với hộp phấn cho tôi. Không, con chó được rồi. Giờ trả không? Trả. Mày đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tao không nói mày rồi. Nãy tao nhẹ tao thôi. Cho nó chừa. Ê. Về đi. Cho nó biết tay nữa. Thôi. Tôi mét mẹ bạn mấy bạn nè, ưng hiếp tôi nè. Mẹ mới học về. Cái gì vậy? Mẹ coi. Té ở đâu vậy? Té đâu mà té, mấy đứa kia, mấy đứa bạn. Nó làm gì con? Con nó làm gì đâu. Con kia nói mét cô là nó chơi game với mét cô. Nó này kia trốn học đi chơi thôi mà có nói gì đâu mà nó nói lòng nào đó. Trời đất ơi, là lẻo mét. Nó đụng con. Trời đất ơi. Mấy đứa này thiệt tình chứ đi chơi bạn bè mà làm gì kỳ cục vậy trời. Sưng cái mỏ luôn rồi. Là nó làm gì rồi con mét hay gì? Con mét tì nó gì? Chơi game con mét thôi. Rồi nó dính dáng gì thế con mà con đi mét con? Vậy con đấy chuyện bất bình. Bất bình gì? Mình đi học mình lo chuyện của mình. Nó tự nhiên đi lo chuyện người ta chi vậy? Hả? Đi lẻo mét chi rồi người ta làm vậy? Mày bớt nha.